Cô đứng ở ngoài đường kia, cô khóc, cô nhìn về. Cái bùn riết nó vẫn còn gắn vào cái mái danh này. Mưa như chút thì con bé này ở nhà này, mẹ ơi mẹ về nước và sắp vào nhà mình rồi. Về là con em này là cứ một tay khắp con, một tay chạy đồ. Thằng bé kia cứ một cái ba lô bé bé túi này chạy lên cây xăng. Hôm đầu cô không ăn không ngủ được ấy. Cả có tài sản to lớn gì đâu, nhưng mà những cái thiết thực hàng ngày thì nó là mất rồi. One is immediate response, like what we are providing now in terms of water supply systems to ensure the family and the children have a proper sanitation, a proper hygiene, as well as adequate access to water. UNICEF đấy thì hỗ trợ rất là trực tiếp thiết thực cuộc sống cô bây giờ đấy. Sáu con người chỉ có một cái test nhỏ nhỏ nhưng mà lại cũng sắp hỏng rồi, dỉ ở đít rồi. Thế nên là bây giờ cô được cái quà này thì đúng là phục vụ hàng ngày, hàng giờ cho gia đình cô. Cô rất cảm ơn.